con nhớ cái số phòng của bác Ngân rồi gì. Đúng rồi, điện cho bác Ngân rồi. Tăng miễn dịch quá. Tuần sau là bọn người đi công tác à?
bảy nó ra chưa? Có, con sẽ không đi thứ bảy nhỉ. Thế là đi trong tuần thì con sẽ đòi bằng được để con ra từ thứ sáu đến thứ sáu ấy. Cô báo cô Thái này. Cô Thái cũng cần biết sớm để cô Thái còn đi về bên nội ấy. Để cho nó phải càng biết được lịch sớm thì càng được biết nó dễ. Con là thứ 6, 7 nhật con đều được bận đấy nhưng mà mình phải vào lịch làm việc của nó nhiều. Xin nghỉ thứ 7 đấy. Để nó tự lịch để cho mọi người nó, bởi vì ai cũng bận cả mà. Cho nên là mình có cái lịch tốt mình thông báo trước là mọi người sẽ theo được. Mọi người cũng chỉnh. Sao vừa cùng nhau điều chỉnh nữa. Cũng là cái việc có thể điều chỉnh được, cứ trong tháng 3 là được. Trong tháng 3 là được, nhưng đi sớm đúng ngày thì nó tốt hơn. Bình thường con vẫn phải đi học thứ bảy chủ nhật mà. Nên là con báo là con không đi công tác thứ bảy chủ nhật. Vì thực ra làm việc ở cơ quan nhà nước thì cũng chắc không làm thứ bảy chủ nhật đấy hả? Đúng rồi. Sẽ có những đợt, có những đợt mà nó làm thông từ tuần này đến tuần sau. Thì nếu như con đi về thế là sẽ không có chuyện, con đi về con sẽ về hẳn. Chứ sẽ không, không phải là tuần sau đấy con lại vào tiếp ấy. Nó sẽ bị double về bay lên đấy. Vẫn đi Nha Trang. Vâng. Công ty con chỉ có Nha Trang với lại Hồ Chí Minh thôi. Chị xe con nào vẫn thế à? Lành tính hơn à? Nhìn lành hơn. Bố nên ngắt luôn, không nghe. Nghĩa là ngay là từ lúc cũng ngắt luôn đấy nhưng mà các bạn. Nghĩa là các bạn ấy có này nỉ cũng không nghe. Nghĩa là, là tôi đang bận, bất kể mình đang làm gì. Bởi vì là nếu bố càng nói các bạn sẽ càng tiếp tục nói. Các bạn ấy không tính nhỉ. Con cứ bảo hỏi thôi là mình không có nhu cầu. Thì bố cũng nói luôn là thực ra là không có nhu cầu. Mình nói gọn không? Nhưng mà nếu như mình cứ nói dài, có nghĩa là nếu như nói kiểu lịch sự là ừ bạn ơi thật ra là tôi cũng không có nhu cầu mà tôi cũng bận. Ừ đấy anh ơi anh bận gì ạ? Anh ơi công việc của anh vất vả lắm ạ. Nó sẽ là những cái bài như vậy. Nhưng bố sẽ không tát. Bố sẽ vẫn lịch sự. Thực ra bây giờ bố nghĩ ra một cách, tức là thứ như của Phúc nói là một là mình không có nhu cầu, hai là đang họp, đang bận đấy, tức là người ta dừng luôn được. Nhưng mà nếu mình bảo đang họp ấy thì người ta sẽ gọi lại. Bây giờ đội nó sẽ ghi lại như không. Để cái vị trí này đẹp lắm cô. Cái này là trong bộ phụ kiện đấy ạ. Nó trong bộ phụ kiện mới đấy. Nó nối thêm được cái chân. Chứ cái cũ nó bị thấp mà nó bị nghiêng. Nó nghiêng đâm ra cái ảnh nó không đẹp. Thôi cho cái này thì là mình điều chỉnh qua trái qua phải được. Dễ hơn đấy. Phụ kiện nó phải có thích của nó chứ. Nhưng mà cái này nó thêm được một cái điều khiển bằng từ xa nữa thì tiện. Đỡ phải bấm. Bản thân này nó điều khiển được bằng giọng nói mà. Nó điều khiển bằng giọng nói được đấy, nhưng mà mình đọc không chuẩn. Mình đọc không chuẩn cho nên nó không điều khiển. Bố chỉ cần điều khiển để tắt bật thôi đúng không? Thực ra nó còn có thể cài vào trong điện thoại. Nối vào điện thoại xong điện thoại điều khiển. Nhưng mà bố thử rồi nó cũng vẫn chưa ổn. Thì nếu nó được ấy thì là nó chuẩn. Mình đỡ phải bấm. Nhưng mà thôi thế cũng được. Xong rồi. Cái đoạn này nó sẽ nối thẳng vào cái cầu Bình Tuy thôi. Mấy cái nhà kia làm sao bán được hàng nhỉ? Phúc là vẫn đi bằng ô tô, đi làm bằng ô tô gì? Vâng, đi xe buýt ạ. Xe buýt, là con gửi chỗ nào? Con gửi chỗ D ngoài ạ. Vài đến đấy cứ gửi xe máy đấy. Vâng. Xong là chiều về lấy. Vâng.
Hay. Mình thấy cái xe máy đi được phải rất cẩn thận nữa con. Có một cái bác cũng quen, bác ấy làm bên Quốc hội. Mà bác ấy cũng là bác sĩ trường, ra trường trước bố mấy khóa, năm 4 khóa. Bác ấy tốt lắm, bác kinh tế, hôm nọ ngồi họp. Thấy bác ấy vác cái nặng đến. Hỏi bác ấy thì bác ấy đến bác phải trình bày, bác ấy bị đi xe máy bị ngã. Bị bọn nó đè lên cái chân. Gãy, thế là đang bỏ bột. Thế cái gì? Nhìn cái xe máy nó quá nguy hiểm. Bây giờ còn mới đến đây có cái thằng danh con sinh năm 2003 đấy. Như thế nào con? Nó đi vượt đèn đỏ. Là có một chú mới nhắc nhở nó. Có thể là nhắc nhở nó hay gắt hay như thế nào đấy. Thế là nó cáu nên là qua đoạn đèn đỏ nó đuổi theo. Nó chặn xe chú, nó dừng, nó rút dao đâm chú tử vong. 2003 là bao nhiêu tuổi nhỉ? 16 tuổi, không biết là qua sinh nhật chưa. Nếu đủ qua sinh nhật một cái là nó phải chịu trách nhiệm hình sự nặng thôi. Còn chưa qua sinh nhật thì cũng mất trách nhiệm hình sự nó nhẹ hơn. Cái xã hội bây giờ nó kinh quá nhỉ. Rất điên. Nó rất điên, nó rất nhiều câu chuyện mà mình không thể tài nào tưởng tượng được. Thế là gần đây vì câu chuyện là giá xăng tăng, đâm ra báo chí nó mới đưa lên hàng loạt các cái thực tế là có rất nhiều vụ man dợ rồi thôi dựng gần đây. Có thể ngày trước mà đã có rồi nhưng mà nó không đưa. Nào là vụ cái thằng người ta quay clip lại, những người dân xung quanh quay lại. Tóm lại là thằng đấy nó chia tay người yêu, không biết là cô đấy là người yêu cũ hay người yêu hiện tại. Nhưng trong cái đoạn clip đấy thì chỉ thấy là thằng này nạn nhân đang nằm, thằng này cầm dao cứ đâm như này. Cảnh sát giao thông đứng ngay trước mặt, nhưng mà thằng ấy như thằng điên ấy, nghĩa là nó cứ đâm như thằng điên ấy. Đúng là gọi là nó có vấn đề. Cho nên là cứ thôi thần kinh phải, gặp phải những cái thằng này thôi cứ dạ dạ vâng vâng con ạ, cho nó nhanh. Thì trước con gặp ở chỗ có phải tại Cổ Việt thì thấy một ông đi ô tô, nghĩa là cái đoạn đây đoạn quay đầu. Thế là có hai vợ chồng đi xe máy, xe SH, không đội mũ bảo hiểm. Trông thì hơi này, to lớn lắm trợn. Tối là nó đưa ô tô đi vào đường kia, đường này. Bố nhớ ngày ban ngày là ngày xưa bố toàn đi đường kia để xuống hầm để xe. Còn chúc ban đêm thì là phải đi đường này. Không, bởi vì là mình ngồi mẹ con nằm đấy và mấy tháng liền cho nó quen, nó nhìn cái xe mình nó quen. Xe của bố. Cái xe kia cơ. Vâng. Chứ cái xe này thì là cái xe quen. Toyota cơ. Đây này, ban ngày là phải vào cổng này. Vâng. Có nhớ số phòng không để nói tên? Anh nhớ rồi mà. Để họ hỏi mà. Phòng bao nhiêu anh không? Họ hỏi đây này. 6107. Bây giờ cần nói luôn với cả nhân viên bảo vệ. Bảo vệ nó sẽ hỏi. Để tí nữa mình còn lên được ấy. Xong mình còn lấy cái phiếu miễn phí mà. 6071. Có thể giờ này là cái giờ được vào thăm bệnh nhân.
thực ra đọc nhanh thì nó thấy hơn cái này. Em lại hay bị cái thói là cứ đọc lấy mới đọc một lèo ấy. Cái điều này đừng đọc một lèo thì đấy là đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết anh cũng đọc một lèo là xong. Đọc tiểu thuyết đọc nhanh lắm. Còn đọc cái quyển này thì nó đợi thời gian để nó ngập. Nó mình đọc rồi mình trải nghiệm nữa. Được giật thì luôn 15.000 ạ. Vâng. Đến 55 anh giả lại cho nó dễ. Ừ, rẻ lắm ở trong này. Vì là cất hộ. Bởi vì là bệnh nhân vào, người nhà vào ngày mà. Nhưng mà tính theo giờ con ạ. Chi vẫn nói thế, Chi nó vẫn tính cách cái người vẫn thế nhỉ, không có già đi mấy. Trêu đi thôi. Nhưng con nghĩ như này thì sẽ là kiểu chị Tấm vào ấy. Chị Tấm chị ở nhà mà. Chị, còn... chị Tấm còn đứa bé. Hai đứa bé với lại thứ hai nữa là chị Tấm đi sang đây khó đang, hơn. Đang xem xét chuyển về tham này là vì thế đấy. À thế à? Bởi vì là chị Chi thì nhà gần đây. Chị nhà gần đây thì sẽ là Chi thăm buổi tối, nhưng còn em nghĩ là Tấm là ban ngày. Cái thằng tham buổi tối đẹp hết kìa. Như vòng thì sao? Vòng sang bên Eco phát thì nó sẽ sáng sai. Sáng sai đâu? Nhìn thẳng cái gái, con sáng sai chứ không? Sáng sai. À thế à? Sáng sai Palace. Lại chui vào thằng thằng Vin à? Không, này ở đường này đi thẳng, đường này nó có đường về được nhà mình luôn không nhỉ? Không. Nó chưa thông qua được. Đằng sau nó là cái Vin School hay cái gì đấy. Chỉ ở lúc đấy thì đi được đấy. Sao anh đánh ô tô đi ra kìa? Nhưng
nhưng mà bây giờ lại không đi được, bố không dám chắc tối rồi vẫn chẳng hạn. Bây giờ nó làm được. Trước đây ở đây nó còn có một cái cô hay bán bánh khúc. Tối xong rồi là bố nhớ là đi về xong rồi là đi qua đây là mua luôn cái bánh khúc về ăn. Bây giờ chắc là hết rồi. Hay tàn hết rồi, cái đường này nó mở rồi. Sau này cái đường này đẹp lắm. Đánh giá thì là cái khu này cũng không khí cũng tương đối tốt vì nó gần cái sông Hồng. Không tốt tí nào. Thế à? Khu này từ ngày xưa nó còn chưa xây dựng, chưa giải tỏa này, con đã sông ấn tượng Hồng là nghĩ là nó có cái gió nó thổi. Con ấn tượng là lần nào con đi ở khu này về con bị lên một đống bụi. Thế à? Vì nó quá bụi. Bố nhìn số lượng cây này, ở đây là vài chục cây. Lẹ tay, cây toàn cây bé. Chưa bố biết Eco Park tỷ lệ là 129 cây một người. Chứ còn ở đây chắc là 129 người một cây. Cái hình toàn cây mini thế này nữa. Còi dí còi dị không lớn nổi. Chắc đến lúc mùa hè trông mấy cây đấy là khổ. Eco bên con là toàn chuyên gia đặc cây xanh rồi. Họ trồng theo đam mê luôn đấy bố. Ừ, trông nhận đẹp thật. Mà sao ở đây mà sao vậy Eco thì nó hơi lạnh quá. Thì là Eco ở đâu hơn rất nhiều ở cả các phố khác ở đây nữa. Ở đây đây là cái phố mà em thấy kiểu hơi bị bét bét rồi đấy. Đó rồi sau nó sẽ trở. Ở đây là cái bê tông nhiều. Bê tông quá nhiều. Cô biết là Eco cái khu biệt thự đảo bây giờ nó đang bán nhá. Mà chỗ nào chưa xây nhà nhá là nó trồng cây. Bao giờ người ta bắt đầu khởi công người ta xây cái biệt thự ở đấy thì nó sẽ bóc các cây đi chỗ khác. Chứ còn nó dùng chỗ đấy để làm vườn ươm cây luôn. Tốt nhỉ. Tức là nó... Nhưng mà nó có bón các cái phân hóa học hay cái gì không? Bởi vì nó bị chịu nhiều cái soi mói lắm. Nên là nó vẫn phải đảm bảo đầy đủ hết mà. Nó trồng 15 năm rồi bố. Chứ không phải là... Và nó toàn trồng cây to rồi. Nó có cả mua cây về. Nó mua cây ở những cái dự án thủy điện các thứ ấy. Thủy điện là ông Eco là sẽ phi lên để lựa cây lấy về. Ừ. Vì bọn nó phải phạt cây mà. Đúng rồi, để nó cho nó ngăn cả ông lại quân cây về. Hay là ở chỗ mình xây nhanh phết nhỉ? Hay như này cứ chỗ này cũng nốt. Chỗ này cũng nổi lắm này. Nhưng có một đợt ấy, cái đợt mà nhà mình đợt mẹ, cái đợt đấy đi qua lúc nào nó im mỉm ấy, nghĩa là chắc nó vấn đề về giấy phép ấy, mãi không xin được ấy. Nhưng mà nó khi nó hết, nó khi nó bắt đầu xây lên một cái là vèo cái lên. Không phải bản chất nó làm nhanh. Nó bị làm chuyện lâu nhất là cái giấy phép. Các thể ra mình cứ đang đổ hết lỗi cho giấy phép thôi. Cái vấn đề đây nó là trong một quy mô tập đoàn thì quản lý nó không hiệu quả thì nó không quyết được cái gì cả. Khi nó không quyết được thì mọi thứ nó cứ lòng vòng. Ví dụ để quyết một cái dự án này hạn, nếu như theo lối cũ ở Eco thì mất 2 tháng. Nhưng mà bản chất cái đấy thấy ok hợp lý xoẹt cái xong rồi. Năm nay ông khoảng bao nhiêu tuổi? Chắc ông khoảng 60. Thế
Nguyễn 19 Linh à? Đang không... Cũng chẳng biết thế nữa đấy, quảng cáo. Của trên chỗ bố là nó đã có tiện ích gì chưa? Tiện ích gì con? Nó đã có tiện ích gì như kiểu là... À, nó chưa, 30 tháng 4 có một ít thôi, 34-19 thức. À, này nhà mình họ đã đến để điều tra dân số rồi. Họ phỏng vấn như nào con? À, thì phỏng vấn hỏi số người ở đây rồi, những ai có hộ khẩu, là năm sinh. Bao nhiêu phút? Khoảng tầm 10 phút. Vào buổi ban ngày, ban tối. Buổi tối. Ban ngày có ai nhà đâu? Vì thực ra là làm ở cái thành phố rất khó. Con thấy là hình như là đang, hình như là con thấy cái bạn, bạn tình nguyện viên là bạn trẻ trẻ. Bạn ấy bấm điện thoại thì nó có phần mềm Thế có phần mềm ấy. Chứ bây giờ không làm là ghi tay xong nhập lại sai lung tung. Bây giờ làm nó số liệu nó chạy về trung tâm luôn. Vâng, đấy phải làm thêm chuẩn. Nó tránh sai sót. Mà nó bớt rất nhiều công. Thank you.